Đây là cảnh các công nhân đang dọn đất ở trên sân vận động Thường Châu. Chúng ta có thể thấy là đất rơi rất là dày. Ban tổ chức đã buộc phải dùng những cái tấm ni lông để phủ mặt sân lại, tránh cho tuyết rơi xuống dưới mặt cỏ. Đúng là bé lên lớn mới được nhìn thấy tuyết như thế này. Hai tay của tôi đang tê cóng các bạn.